Xin chào tất cả mọi người, mình là Đan đây. Và hôm nay là ngày 17 tháng 4. Đã gần 2 tháng ở trong nhà vì dịch Covid-19 rồi. Đi xem xong cái này da mặt mình nó có sáng hơn không. Mặt tròn quá vậy, mặt mất vậy. Yêu ơi. Ghê gì cơ chứ. Ai đụng mặt em làm diện à, không biết sao. Ghê gì cơ chứ. Này, rớt. Bên này rớt nè. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Đan đây. Chị có chuyện đi. Chuyện ở nhà chán lắm mọi người. Suốt ngày chỉ có là ăn, ngủ, gì đấy. Không biết khi nào bên này nó mới hết được. Hiện tại bên này là hơn 600.000 người nha mọi người. Còn ở chỗ em ở là hơn 15.000 người rồi hay sao á. Tất cả mọi người đều ở trong nhà. Em không biết nhưng mà hầu hết người Việt ở bên này là người ta sẽ sợ, người ta không ra ngoài đường. Còn em còn thấy người Mỹ người ta vẫn đi ngoài đường bình thường. Người ta không sợ gì hay sao. Ô mẹ ơi, gớm quá trời ơi. Eo ơi, ui dồi ôi. Giống như bôi cái gỉ mũi lên mặt mình ấy. Bôi cái mũi mặt mình đó mọi người ơi. Mũi đâu bao nhiêu. Mũi đâu bao nhiêu, ui dồi. Giống như chị mình. Mọi người đang cầm thì tua cái đoạn này đi nha. Ôi dồi ôi. Nãy nhà đang làm những như năm lành. Hồi phục da hả? Nói chung là nhà đang rất tốt cho da, rất tốt cho sức khỏe. Nếu các bạn coi từ đầu video tới giờ thì sẽ thấy được cái độ thay đổi của cái da mình nha. Nó sẽ sáng hơn một chút xíu. Da nám á, càng đẹp là càng tốt. Đúng rồi. Càng chứng mắt mũi là càng tốt nha. Nhột thiệt cái chứ. Đây là lần đầu em làm chuyện ấy nha mọi người. Coi nè. Đây mà nó tốt nè. Thực sự là ghê lắm luôn mọi người ạ. Em không biết mọi người làm quen chưa, chứ em thấy ghê quá. Hả?
Yêu ơi. Nó lặn chân đấy. Không sao, vì da mặt đẹp. Nếu mọi người có cái gì mà đẹp về da mặt mà muốn mình thử, hãy comment phía dưới nha. Mình sẽ thử cho các bạn coi. Cái người làm họ cũng là lần đầu làm đúng nha mọi người. No, mình phải chưa ra chỗ nào hết. Đúng. Anh muốn cái mũi nhỏ lại là mình phải làm như thế. Xem mũi nó nhỏ hơn ngay. Sao cái này càng bự vậy? Cái gì mà lần đầu làm? Mấy lần? Chỉ làm cho khách lần. Ồ vậy hả? Ồ. Cô Vy, phải làm gì em không biết nhỏ được. Nhỏ. Nhớ, các bạn nào mình muốn cầm nhỏ á, mình kẹo ra. Em có chơi rồi. Thật sự luôn mọi người, rất là nhỏ. Mũi đi bự quá chứ. Đâu có cao được không vậy? Hồi nãy đã đập bên đi rồi, đập bên đi thằng cao lên. Mọi người mà có chủ đề. Mọi người mà có chủ đề gì muốn mình làm á, hãy comment ở phía dưới nha. Ở nhà giờ mình rảnh lắm, cứ có gì hay là mình sẽ làm, mình quay lên cho các bạn coi hết. Ok, mình đi 30 size ở Việt Nam á, cũng đã từng vô massage. Và lúc mà mình vô massage mấy chị kêu sao em giật mấy chị. Em nhột lắm chị, em lần đầu em massage nên em nhột. Chị kêu không sao em, năm hồi đó cũng quen à, nó không nhột nữa đâu. Sao giờ? Giờ lần thứ 3, thứ 4 rồi mình vẫn còn nhột. Chắc mày không thích hợp để đi massage nè. Người ta cho massage người ta thoải mái. Sao sao? Cái da mày không biết sao, nhưng mà khi mình qua đây là cái da mặt mình rất là khô, cực kỳ khô luôn, nó khô, nó tóc cái da mình lên luôn. Mình phải thường ngày mình phải xích cái hũ gì, hũ gì mình anh? Moisturizer. Hũ cái loại gì mà hồng ấy kìa. Watermelon moisturizer. Cái hũ đó mình sẽ quay chụp cho mọi người xem. Mình phải bôi cái hũ đó hàng ngày để cho cái da mình nó không có bị khô. Không có bị khô mọi người ơi. Cái hũ đó là khoảng giá khoảng 20 đồng, nếu mà về Việt Nam là khoảng 600 ngàn ở Việt Nam á. Hũ đó bôi lên là nó sẽ dưỡng ẩm cho cái da mình, với lại nó sẽ tái tạo da mới cho da mặt mình á. Nó sẽ hết thâm luôn. Em phải bôi hàng ngày, tại vì khi mà em vừa rửa mặt xong là cái da em rất là khô rồi, nó sẽ rát hết cái mặt em luôn, nên em phải bôi hàng ngày. Nếu mọi người có chủ đề gì hay muốn mình làm, hãy comment ở phía dưới nha. Mình sẽ làm và quay lên cho các bạn xem. Như là, vậy là massage xong rồi phải không anh? Cho nên mình sẽ rửa mặt xong và sẽ chụp lại cho các bạn coi nha. Chụp before and after. Cái này gì vậy? Đây là cái rửa mặt rất là nhẹ cho da. Cái này là rất là tốt.
cuối cùng mọi người ơi. Cái này bỏ đi làm gì? Cái này là kem dưỡng da cho mềm mại. Bây giờ mình sẽ rửa mặt để mà mình có kết quả của cái rửa mặt này nha mọi người. Video của mình. Bye bye mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye. Đây là hết video rồi nha mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Nhớ like và share và subscribe cho Đan nhé. Bye. Nếu có những cái ý tưởng nào hay và độc đáo, hãy comment ở phía dưới và Đan sẽ cố gắng làm cho mọi người xem nha. Bye.